Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với live stream của Hùng. Đây là trận bán kết nội dung đôi nam giải cầu lông học sinh sinh viên tranh cúp báo tuổi trẻ thủ đô. Phía gần màn hình cặp đôi Kiên Đạt đến từ Đại học Công nghệ giao thông vận tải và cặp đôi bên kia là cặp đôi Thiết Tuấn cũng không biết học trường gì luôn. Thủ hay quá nhờ. Rồi mọi người cứ xem nhé, bây giờ Hùng sang bên kia ly trận bán kết 2 đây, trận giữa Đại học Thủy Lợi và Đại học Luật. Về cầu rất tốt từ Vũ Thiết. Điểm số 5-1 cho cặp đôi Vũ Thiết Tuấn Hùng đi thật đây.